Rồi, chào mừng đại gia đình chúng ta đến với video mới của kênh video Đức Phố Trần. Kính thưa đại gia đình, là hôm nay Đức Phố Trần tôi có dịp trở lại với khu vực của miền Trung và có dịp đi ngang qua cái khu vực của hầm đèo Hải Vân. Thì xin được gửi đến đại gia đình chúng ta những cái hình ảnh cũng như những cái thông tin về cái hầm đèo Hải Vân này. Đây là cái đường cầu dẫn, và bên tay phải của màn hình Đức Phố Trần đây, đây là cái khu vực của đầm Lăng Cô. Đây là cái khu vực của đầm Lăng Cô nhé. Và ở khu vực ở đây thì đây là cái vùng biển, còn đây là cái đường dẫn để vô đầm hầm Hải Vân. Như trước đây chúng ta đã từng nghe cái câu rằng là đi bộ thì sợ Hải Vân, đi biển thì sợ sóng thần hang dơi. Phải nói rằng đi bộ thì ai nghe đến cái địa danh của Hải Vân thì người ta cũng rất là sợ, bởi vì đây là cái đèo có độ cao trung bình khoảng 500 mét so với mực nước biển, và đây là cái đèo tự nhiên ranh giới của hai cái tỉnh, một là tỉnh Thừa Thiên Huế và hai là thành phố Đà Nẵng. Và cái đèo Hải Vân này nó dài khoảng 22 cây số, có khoảng 128 khúc quanh cua, tức là khúc cù chỏ tay áo rất là nguy hiểm. Tuy nhiên vào đầu thế kỷ 21, tức là năm 2000, thì chúng ta đã được chính phủ Nhật giúp tài trợ Việt Nam chúng ta về kinh phí lẫn kỹ thuật để xây dựng cái hầm đèo Hải Vân này, và được xây dựng trong vòng 5 năm, từ năm 2000 đến năm 2005 thì hoàn tất. Người Nhật người ta xây dựng hai đường hầm. Bây giờ phía trước đây đó là đường hầm chính, là đường lưu thông từ xưa giờ, và bên tay trái đó có một cái hầm nữa, đó là hầm thoát hiểm. Tuy nhiên với cái mật độ hiện nay thì cái đường hầm này đang được xây dựng sửa chữa thêm để nâng cấp thành là đây chúng ta có hai đường, đường ra đường vô, tức là có hai chiều luôn. Cho nên là trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có được một cái đường song song với đường hầm này nữa, mặc dù mấy bên kia thì nó nhỏ hơn tí. Như vậy thì chào mừng đại gia đình chúng ta đến với hầm đèo Hải Vân, và chúng ta chính thức bước vào cái hầm đèo Hải Vân đây. Với đèo Hải Vân thì dài khoảng 22 cây số, 128 khúc quanh cua, nhưng hầm đèo Hải Vân này thì bây giờ còn khoảng 12 cây số nếu mới tính luôn đường dẫn. Như vậy thì đó là 6 cây số là của Thừa Thiên Huế và 6 cây số là của Đà Nẵng. Tuy nhiên cái trong cái chính của đường hầm á, thì chỉ còn hơn 6 cây số thôi, tức là tính 12 cây số thì nó tính luôn cả đường dẫn, nhưng mà nếu mà tính về chính của đường hầm thôi thì có khoảng 6 cây số thôi. Thưa với đại gia đình thân mến rằng là ở hầm đèo Hải Vân này thì chúng ta thấy rằng là ở đây đi vô hầm thì có quy định hẳn hoi, không phải bất kỳ một loại xe nào, phương tiện nào, đối tượng nào cũng có thể vô đường hầm được, mà ở đây chỉ có được một số cái đối tượng, một số cái loại xe được quy định đi trong đường hầm thôi. Thí dụ như ở trong đây thì chỉ cho xe hơi, xe tải, vân vân, xe container, chứ không có người đi bộ, không có người đi xe đạp, không có người đi xe gắn máy, không có xe thô sơ, không có xe gia súc gia cầm, vân vân, đi trong này. Như vậy bên tay phải chúng ta đang thấy có một cái hành lang. Hành lang này không phải dành cho người đi bộ, mà hành lang này dành cho ban quản lý đường hầm, người ta đi kiểm tra, rà soát, vân vân của đường hầm. Cho nên là ở đây thì không có cho người đi bộ trong đây. Như vậy những phương tiện khác họ muốn đi qua đường hầm thì ở đầu của phía Đà Nẵng và đầu ở Huế có hai cái trạm, và ở mỗi cái trạm đó người ta sẽ có cái xe trung chuyển. Mình đến đây mình mua cái vé để dành cho người đi bộ, người đi đạp, người đi xe đạp hay là người đi xe gắn máy, người ta muốn qua đường hầm thì người ta mua cái vé đó thì sẽ có xe trung chuyển chuyển qua. Và đường hầm này không phải là hoạt động suốt 24/24, đường hầm này vẫn có cái giờ ngưng lại để cho người ta dọn dẹp vệ sinh, kiểm tra bảo trì đường hầm. Thì một ngày một đêm như thế trong 24 tiếng hồ thì có hai cái giờ, tức là khoảng 13 giờ trưa đến 14 giờ trưa, tức là khoảng 1 giờ trưa đến 2 giờ trưa, đó là giờ mà của đường hầm ngưng để người ta vệ sinh đường hầm, và khoảng 3 giờ sáng đến 4 giờ sáng đó là cái giờ mà người ta ngưng để người ta làm vệ sinh đường hầm. Và ở trong đây thì tất cả các bác tài chạy trong đường hầm này người ta phải tuân thủ theo quy định của đường hầm, chứ không phải muốn chạy tùy tiện được. Thứ nhất là trong đường hầm thì tránh vượt khi chạy trong đường hầm, tuyệt đối không có chạy không có được vượt trong đường hầm được.
cho nên tất cả các xe phải chạy theo tuân thủ và phải giữ khoảng cách an toàn. Ở đây khoảng cách an toàn là xe này cách và xe kia khoảng 50 mét, đó là khoảng cách an toàn. Và ở trong đây cũng phải có cái tốc độ tối đa đến tốc độ tối thiểu được chạy trong đường hầm. Ở đây đó là tốc độ tối đa đó là không quá 70 km/h và tốc độ tối thiểu đó là không quá 50 km/h. Chính vì thế là phải có cái quy định hẳn hoi. Nên có nhiều trường hợp những cái xe container họ chở quá trọng tải và họ chạy quá chậm ở trong đường hầm này, làm cho tắc nghẽn giao thông, thì ngay lập tức ở trong đây sẽ có đội người ta quan sát, người ta kiểm tra, và sẽ có xe cứu hộ vô trong đây để xử lý những xe đó, kéo những xe đó ra bên ngoài, và họ sẽ xử phạt rất là nặng. Cho nên chúng ta phải tuân thủ, thứ nhất là phải giữ khoảng cách an toàn, và thứ hai là phải có tốc độ tối đa cũng như tối thiểu khi mà chúng ta chạy trường đường hầm. Ở xung quanh đây chúng ta thấy rằng là sẽ có 52 camera túc trực 24/24 để quan sát những cái sự việc xảy ra trong cái đường hầm này. Cho nên đó là không phải là trong đây không có người quan sát. Ngay lập tức có ai mà vượt, chạy ẩu, bóp kèn ở trong đây, hoặc là chạy không có đúng giữ khoảng cách, hay là chạy quá tốc độ quy định tối đa và tối thiểu, thì sẽ có lực lượng cảnh sát giao thông cũng như là ban quản lý đường hầm, người ta sẽ xử lý ngay lập tức. Và ở đây đó thì chúng ta thấy trong này vẫn có đèn tín hiệu giao thông, các bác tài phải tuân thủ theo những cái tín hiệu giao thông này. Tuy nhiên nếu trường hợp có những cái sự cố thì sẽ có lực lượng điều khiển điều tiết giao thông, thì mình sẽ tuân thủ theo cái người điều tiết đó. Ở trên đây họ có hệ thống lọc và xử lý khí rất là tốt, cho nên là trong đường hầm không có phải ngột ngạt tối tăm như là chúng ta tưởng tượng rằng là chúng ta vô cái hầm tối như thế. Cho nên ở đây người ta làm cái hệ thống lọc khí rất là hiện đại, rất là tốt. Thì như Đức Phú Trần tôi có chia sẻ rằng là bên tay trái chúng ta đang thấy có những cái cửa như thế này. Và cái cửa này là để thoát qua cái đường hầm thoát hiểm mà nãy Đức Phú Trần tôi có dịp chia sẻ. Tức là chúng ta đang thấy, chúng ta đang đi trên cái đường hầm này thì có chiều rộng nó khoảng 11 mét, 9-11 mét, và cái đường hầm bên kia thì có chiều rộng trên 3 mét. Như thế thì trước đây người Nhật cho xây dựng cái đường hầm này để có làm có hệ thống thoát hiểm bên kia, để khi có sự cố cháy nổ hay là có những cái sự cố tắc đường kẹt ở trong đường hầm thì người dân người ta sẽ thoát hiểm bên đó. Tuy nhiên bây giờ bên đó người ta đang mở rộng phát triển luôn thành một cái đường hầm như thế này luôn, để đưa vào hoạt động luôn. Thì hy vọng sắp tới chúng ta sẽ có một cái đường hầm hai chiều ra và vô rất là thông thoáng. Thì bác tài chạy ở trong đường hầm này họ phải biết và họ phải tuân thủ. Khi mà có sự cố xảy ra thì bác tài tất cả phải tắt vơ lề phải, và chìa khóa xe lúc nào cũng phải để trên xe, không được rút ra, và chuyển cái chế độ ở trên xe sang radio. Bởi vì mỗi một cái xe nào cũng có cái chế độ radio hết, họ phải ngay lập tức họ chuyển cái chế độ radio đó để được liên hệ với những cái người quản lý quan sát đường hầm cũng như là lực lượng bên ngoài. Bởi vì khi có hiện tượng cháy nổ xảy ra thì tất cả điện đài ở đây cúp hết, mặc dù chúng ta thấy có hai bên vẫn có điện đài và có những cái bot của điện thoại đó, nhưng mà khi mà cháy nổ xảy ra thì điện nó sẽ mất liên lạc, cho nên tất cả những hệ thống xe máy thì họ phải chuyển qua hệ thống radio để có thể liên hệ trực tiếp với những cái người quản lý và quan sát đường hầm. Và những cái cửa này là cửa tự khóa tự lắp lại luôn, khi mà chuyển chạy qua bên đó thì cửa nó sẽ đóng lại, cho nên là khói nó sẽ không có tràn qua đó được. Cho nên đó là một hệ thống thoát hiểm rất là tốt khi người Nhật người ta làm. Và tất cả các bác tài khi tấp sát vào lề để chìa khóa ở trên trên vô lăng trên xe, rồi sau đó hướng dẫn hành khách thoát ra bên ngoài, đó là cách thoát hiểm ở trong đường hầm này. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc làm đường hầm này, để xây dựng một cái đường hầm như vậy thì nó có ý nghĩa rất là quan trọng, rất là lớn đối với một cái kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục cho một cái khu vực. Nên thường Đức Phổ Trần tôi đã có dịp chia sẻ, phân tích cho đại gia đình chúng ta biết về những cái điều này ở những cái cây cầu rồi, về một cái đường hầm hay cây cầu hay là một cái điểm nào đó, một cái chung cư gì đó, một khu đô thị nào mới nào đó, thì hiện nay là chúng ta đã có những cái phương án. Bởi vì khi chúng ta
học được của người Nhật, thì những cái điều hay đó, điều tốt đó, cho nên là hiện nay chúng ta không có ý nghĩa nhân văn rất là lớn mà Đức Phật Trần tôi không có dịp nhắc lại ở đây. Thì đây chúng ta thấy bên tay trái họ đang xây dựng một cái đường để đi vô cái đường là hầm thứ hai đó, nãy giờ Đức Phật Trần tôi nói. Thì thưa với đại gia đình rằng là ở khu vực này, chúng ta trước đây chúng ta đi ngang qua một cái trạm dừng chân cũng rất là đẹp, rất là hay, mà Đức Phật Trần tôi có dịp chia sẻ với gia đình mình, đó là trạm dừng chân rest stop của tập đoàn Trung Thủy. Cô là người đã có ý tưởng rằng là xây dựng những cái hệ thống rest stop từ Bắc chí Nam để phục vụ về nghỉ ngơi, nhu cầu giải trí cũng như là nghỉ dưỡng và tham quan du lịch, ăn uống ở từng địa phương. Tuy nhiên cô chỉ mới xây dựng được 3 cái đầu tiên đó là Mekong Rest Stop ở tại Mỹ Tho, Tiền Giang, cái thứ hai đó là Hải Vân Rest Stop này ở tại đây, và cái thứ ba đó là cái Long Thành Rest Stop. Tuy nhiên hiện nay cái Hải Vân Rest Stop này thì đang được nhà nước đền bù giải tỏa để người ta đưa vào và làm cái đường dẫn vào đường hầm thứ hai. Đây chúng ta thấy cái chớp nhà mấy bên tay trái đây, đó là cái nền móng của cái Hải Vân Rest Stop này. Tuy nhiên hiện nay đang được đền bù giải tỏa để người ta xây dựng một cái đường vào đường hầm thứ hai đây. Đây là cái mái nhà của Hải Vân Rest Stop. Cho nên là hiện nay thì cái Hải Vân Rest Stop đang ngưng hoạt động, để chúng ta thấy rằng là người ta đang lập cái đường dẫn để đi vào cái đường hầm thứ hai đó ở tại Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế này. Về ý nghĩa của một cái đường hầm, về tác dụng, về cái điều quan trọng của nó đem tới, thì Đức Phật Trần tôi xin phép được không nhắc đây nữa, bởi vì những video trước đã có dịp chia sẻ với đại gia đình mình rồi. Ở đây thì xin nói về một tí về cái điều cái khó nó ló cái khôn cũng như là có điều hay của người Việt mình khi xây dựng cái đường hầm này. Nhưng ta biết rằng là cái đường hầm Đèo Hải Vân được xây dựng từ năm 2000 đến năm 2005, và do người Nhật giúp Việt Nam ta kinh phí lẫn kỹ thuật để xây dựng đường hầm này, và đã có những cái kỹ sư, những người thợ của Việt Nam ta đã tham gia rất là tích cực, là đóng góp rất là lớn trong cái việc xây dựng đường hầm này, chứ không phải riêng người Nhật không. Tuy nhiên thì khi người ta xây dựng thì người ta sẽ khoan từ ở phía Bắc đi vào cũng như là phía Nam đi ra, là khoan cả hai cùng một lúc và nối nhau ở điểm giữa, và việc này phải đòi hỏi một cái kỹ thuật rất là cao. Bởi vì nếu mà không chính xác, không đúng thì nó sẽ bị lệch. Và khi lệch như vậy đó thì rất là tốn kém, cũng như là nó gây hại rất là nhiều. Cho nên người ta khoan cùng một lúc. Nhưng mà điều rất là tốt là người ta định vị được, người ta đã xác định được, và cuối cùng người ta đã thông nhau đúng, đúng ngày, đúng lúc, đúng giờ, thì nó thông được cái đường hầm này và đúng cái vị trí, nên là điều đó rất mừng. Tuy nhiên thì cái đó là giai đoạn sau, nhưng bước đầu đó, khi mà người ta khoan ngang núi như vậy đó để tạo thành cái đường hầm, thì có một sự cố xảy ra rằng là khi người ta khoan vô trong thì đất ở đây nó bị nhão, tức là càng khoan thì càng sụp, càng khoan ngày càng lún. Cho nên có thể nói rằng là những kỹ sư, những người thiết kế, những người thợ của người Nhật, người ta cũng bó tay, bởi vì người ta không ngờ là cái bên trong lòng của ngọn núi này, cái nền đất ở trong này nó nhão, nó yếu, nó mềm như thế, và rất là khó khăn để xây dựng tiếp. Xin được nhắc lại là bên tay trái chúng ta có một cái trạm đây, đây là cái trạm trung chuyển đây. Những người đi xe gắn máy, người đi xe đạp, xe thô sơ, vân đi bộ mà người ta muốn qua đường hầm thì người ta sẽ vô những cái trạm này để người ta mua vé và người ta đưa xe máy của họ lên trên đây để người ta qua đường hầm. Và xin nói tiếp về câu chuyện đó, thì khi mà có sự cố đó xảy ra đó thì coi như là dự án này tạm gọi là ngưng lại, bởi vì nó không thể nào tiếp diễn được nữa, bởi vì càng khoan thì càng sập, càng khoan thì càng lún, điều này gây khó khăn. Nhưng mà phải nói là ý chí của người Việt mình rất là kiên cường, và có
quyết tâm cũng như có sự sáng tạo rất là lớn. Chúng ta không chịu khuất phục, chúng ta không chịu đầu hàng với những cái sự khó khăn đó, và chúng ta đã đưa ra một ý tưởng rằng là chúng ta khoan, thay vì khoan ngang để tạo thành đường hầm, thì bây giờ chúng ta khoan dọc từ trên đỉnh núi đang xuống, và từ cái đỉnh núi chúng ta khoan xuống, sau đó chúng ta đổ bê tông. Chúng ta đổ bê tông cho nó cứng ở dưới này, sau đó chúng ta mới khoan ngang ra. Như vậy đó thì chúng ta khoan nhiều đường từ ở trên đỉnh núi khoan xuống, sau đó chúng ta đổ bê tông xuống để cho nó cứng, nó tạo thành một khối cứng rắn đây. Và từ đó thì chúng ta mới bắt đầu khoan ngang ra, thì nó sẽ không bị sụp lún nữa. Và nhờ cái ý tưởng đó, nhờ cái sáng tạo đó, thì chúng ta đã làm hoàn tất thành công được cái đường hầm Hào Đại Vân. Đó là một cái ý cũng rất là hay của người Việt mình, đáng được khen ngợi. Và chúng ta đã có được cái đường hầm rất là khang trang hiện đại như ngày hôm nay chúng ta được vào sử dụng trong số thế kỷ 21 này. Rất cảm ơn đại gia đình chúng ta đã cùng quan tâm theo dõi và lắng nghe những cái thông tin vừa rồi. Dĩ nhiên thì kiến thức là vô tận, và những sự hiểu biết của Đức Phổ Trần tôi thì nó chỉ hạn hẹp thôi. Rất mong sự đóng góp chia sẻ của tất cả đại gia đình chúng ta, và rất mong đại gia đình chúng ta cùng tiếp tục đăng ký ủng hộ kênh để duy trì kênh của Đức Phổ Trần tôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại và đón xem những cái video kế tiếp nha.